Tôi mến Khánh Ly, người nghệ sĩ của công chúng. Dù quý vị có phản đối, tôi vẫn thích ca sĩ Khánh Ly, một ca sĩ có tâm, có tri thức, biết phục vụ sự đòi hỏi của quần chúng, của số đông. Một ca sĩ xứng đáng được gọi là người của công chúng mà chẳng cần một danh hiệu bị Đảng Cộng sản Việt Nam phong tặng một cách mị dân, thô bỉ, khốn nạn và ngu xuẩn nhất như những danh hiệu nghệ sĩ ưu tú hay nghệ sĩ nhân dân. Một chế độ cộng sản đầy tội ác với dân tộc Việt Nam tôn sùng lá cờ đỏ sao vàng gốc phát xuất từ tỉnh Phúc Kiến, một của giặc Tàu. Và đang thờ lại tên gián điệp thiếu tá Hồ Quang Hồ Chí Minh của giặc Tàu mà tôi đã từng chứng minh. Hai, nếu quý vị là một nghệ sĩ bị Đảng Cộng sản Việt Nam gắn danh hiệu ưu tú hay nhân dân, sẽ cảm nhận một sự nhục nhã như thế nào vì dân chúng đều hiểu ngược lại. Như chúng nó đã từng nói, học tập cải tạo chính xác phải được hiểu là tù khổ sai. Hay thanh niên xung phong có nghĩa là thanh niên bắt buộc, hay kinh tế mới là rừng thiêng nước độc, hay Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm là đảng thúi, đảng phản quốc đấy. Danh hiệu ưu tú nghĩa ngược lại là thúi, nghệ sĩ nhân dân là nghệ sĩ còn đảng còn mình đấy. Nhục nhã nhất là bọn cộng sản nó chẳng dám gọi là nghệ sĩ đảng cho nó chính xác. Cách đây 8 năm, tôi đã viết bài với tựa đề Khánh Ly 30 tháng 4 nhớ về Sài Gòn vs Hà Nội live show, mời quý vị đọc lại. Tôi vẫn khẳng định điều tôi viết, tôi có viết bài khuyến khích các ca sĩ, nghệ sĩ ở hải ngoại về Việt Nam trình diễn nhưng phải mang theo phong cách của một chiến sĩ tự do. Có nghĩa là về nước nhưng không quỵ lụy cộng sản, không khúm núm, thấy bất công là phải đấu tranh, phải lên tiếng. Ca sĩ, nghệ sĩ cần được hiểu là người của quần chúng, được quần chúng mến mộ. Trong tất cả những cuộc đấu tranh, muốn mau chóng gặt hái thành công, phải cần có sự xuất hiện của những ca sĩ và nghệ sĩ đứng vào phía hàng ngũ của cuộc đấu tranh để có thể vận động, thu hút sự quan tâm đông đảo của quần chúng, đồng bào. Hàng trăm ca sĩ, nghệ sĩ, nếu cứ tiếp tục ở hải ngoại trình diễn, sẽ không giúp ích gì nhiều cho quê hương Việt Nam mình, chi bằng về nước trực diện với cộng sản, hát cho đồng bào mình nghe, sẽ hữu ích cho cuộc đấu tranh lắm. Có thể những ca sĩ, nghệ sĩ sẽ bị những gò bó về bản hát, về nội dung trình diễn, vân vân và vân vân, nhưng rồi tâm của một người chiến sĩ tự do sẽ vượt qua tất cả. Vì bất cứ khó khăn nào cũng sẽ có hướng giải quyết. Chúng ta về nước là tìm mọi cách để thay đổi cái đầu óc của cộng sản, chứ không phải để chạy hùa theo những sai lầm, bất công, độc ác của cộng sản. Diễn biến hòa bình là thế. Chúng ta hãy nghe đi, hàng trăm, hàng ngàn bài hát mà Khánh Ly đã chọn để có thể trình bày cho mọi người xem, tìm kiếm trong YouTube, quý vị sẽ thấy như sau. https://youtu.be/odeesu9igb4 trang chiến khu nhạc Trần Thiện Khải. https://youtu.be/bzwk4smq-wc anh nằm xuống nhạc Trịnh Công Sơn. Viết đề tưởng đưa cố đại tá Lưu Kim Cương của Việt Nam Cộng Hòa đã đi vào lòng đất mẹ. https://youtu.be/ei7afzoqpek gia tài của mẹ, nhạc Trịnh Công Sơn. Chế độ Việt Cộng đã cấm hát bài hát này vì nước ta đang bị giặc Tàu đô hộ kiểu mới. Giặc Tàu đang xâm lăng nước ta, họ chiếm ải Nam Quan, Thác Bản Dốc, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa. Gần 1.000 cây số vuông đường biên giới, nhưng dân tộc Việt Nam không được phép biểu tình chống giặc Tàu. Nhà cầm quyền Việt Cộng bắt bỏ tù, đánh đập đạp vào mặt những người biểu tình. Nhà cầm quyền Việt Cộng này đang muốn sát nhập vào Tàu để trở thành ngôi sao thứ 6 trên lá cờ của giặc Tàu. https://youtu.be/suaqwqnelb4 tủi nhục ca. Nhạc Hà Thúc Sinh, https://youtu.be/0ad6skdv6yy, đám tang văn hóa, nhạc Hà Thúc Sinh, https://youtu.be/uz8cnzo05ik, tôi cố bám lấy đất nước tôi. Nhạc Nguyễn Đình Toàn, tôi chỉ đơn cử 4 clip này để khen tặng tấm lòng tri thức của Khánh Ly, luôn đứng về phía những nạn nhân cùng toàn dân chống những áp bức.
bất công đã gây ra bởi bạo quyền cộng sản. Tôi rất vui khi được biết Khánh Ly đã đi về Việt Nam hát những bản nhạc một thời của Việt Nam Cộng Hòa. Đã từng chiếm ngự trong trái tim của đồng bào cả hai miền Nam và Bắc. Tôi nhận xét âm nhạc của chế độ Việt Cộng đã chết đi rồi vì nó chỉ biết phục vụ cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Không phục vụ cho quần chúng, nhưng âm nhạc của Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn tiếp tục và vẫn sẽ tiếp tục sống mãi dù thời gian đã trôi qua trên 47 năm. Vào chiều tối ngày 25 tháng 6 năm 2022, đêm nhạc mang tên Dấu Chân Địa Đàng của nữ danh ca Khánh Ly đã chính thức diễn ra tại Đà Lạt, đánh dấu sâu mở màn của chuỗi live concert như một lời chia tay đi qua các thành phố lớn tại Việt Nam. Những nơi cô Khánh Ly đi qua chắc chắn sẽ để lại những dấu chân địa đàng trong một địa ngục trần gian với sự cai trị của tên thái thú giặc Tàu Trọng Lú. Toàn dân bị buộc phải treo cờ phúc kiến của giặc Tàu và còn bị buộc phải tôn thờ thằng gián điệp giặc Tàu thiếu tá Hồ Quang Hồ Chí Minh. Sau đêm mở màn ở Đà Lạt, Khánh Ly và ekip sẽ tiếp tục có các đêm nhạc tại Hà Nội 8 và 9 tháng 7 năm 2022, thành phố Sài Gòn 16 tháng 7 năm 2022, Đà Nẵng 13 tháng 8 năm 2022. Mong quý đồng bào đến tham gia đông đảo. PS: Một cờ Việt Cộng phát nguồn từ tỉnh Phúc Kiến của giặc Tàu. https://fieviitnamo.blogspot.com/chéo.chấm.chấm.gạch.chéo.chấm.chấm.gạch.chéo.tiu-xyt-gạch.nối.sua-it-gạch.nối.ang. 2. Chứng minh thiếu tá Hồ Quang Hồ Chí Minh là tên gián điệp giặc Tàu. https://youtu.be/6saz3j6-aly. Khánh Ly, 30 tháng 4 nhớ về Sài Gòn vs Hà Nội live show 17 tháng 4 năm 2014, 12 giờ Mỹ Linh. Khánh Ly, 30 tháng 4 nhớ về Sài Gòn vs Hà Nội live show. Nhắc đến ca sĩ Khánh Ly, gần như tất cả những ai biết thưởng thức âm nhạc cũng đã một lần ngưỡng mộ đến giọng hát này. Giọng hát không phải chỉ dành riêng cho nhạc Trịnh Công Sơn, mà còn nhạc của Nam Lộc, Việt Dũng, Trần Thiện Khải, Châu Đình An, Song Ngọc, Hà Thúc Sinh, Nguyễn Đình Toàn. Nói chung, Khánh Ly thường hát lên những bài hát về quê hương hoặc đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do, nhân bản, không cộng sản. Vài tuần trước đây, có những bích chương đã quảng cáo rầm rộ cho một Khánh Ly live show ở Hà Nội được trình diễn vào ngày 9 tháng 5 năm 2014, thì mới đây cũng có một tấm bích chương quảng cáo một đêm nhạc thính phòng mang chủ đề đêm nhớ về Sài Gòn cũng vào đúng ngày thứ tư ngày 30 tháng 4 năm 2014 tại Phoenix Arts Center, thành phố San Jose, tiểu bang California của Hoa Kỳ. Tại sao có hai sự kiện đã xảy ra một cách lạ lùng như thế? Nói nôm na, một cách bình dân, một cái chống cộng và một cái theo cộng ở cùng với một Khánh Ly. Chục năm trước đây, tôi có viết bài khuyến khích các ca sĩ, nghệ sĩ ở hải ngoại về Việt Nam trình diễn nhưng phải mang theo phong cách của một chiến sĩ tự do. Có nghĩa là về nước nhưng không quỵ lụy cộng sản, không khúm núm, thấy bất công là phải đấu tranh, phải lên tiếng. Ca sĩ, nghệ sĩ cần được hiểu là người của quần chúng, được quần chúng mến mộ. Trong tất cả những cuộc đấu tranh, muốn mau chóng gặt hái thành công, phải cần có sự xuất hiện của những ca sĩ và nghệ sĩ đứng vào phía hàng ngũ của cuộc đấu tranh để có thể vận động, thu hút sự quan tâm đông đảo của quần chúng, đồng bào. Hàng trăm ca sĩ, nghệ sĩ nếu cứ tiếp tục ở hải ngoại trình diễn, sẽ không giúp ích gì nhiều cho quê hương Việt Nam mình, chi bằng về nước. Trực diện với cộng sản, hát cho đồng bào mình nghe sẽ hữu ích cho cuộc đấu tranh lắm. Có thể những ca sĩ, nghệ sĩ sẽ bị những gò bó về bản hát, về nội dung trình diễn, vân vân và vân vân, nhưng rồi tâm của một người chiến sĩ tự do sẽ vượt qua tất cả, vì bất cứ khó khăn nào cũng sẽ có hướng giải quyết. Chúng ta về nước là tìm mọi cách để thay đổi cái đầu óc của cộng sản, chứ không phải để chạy hùa theo những sai lầm, bất công, độc ác của cộng sản. Diễn biến hòa bình là thế. Cách đây vài tuần, khi đọc bích chương quảng cáo về sự trình diễn của ca sĩ Khánh Ly ở Hà Nội vào ngày 9 tháng 5 năm 2014, tôi mừng lắm.
Nói ngay, Khánh Ly chính là nhân vật rất nổi cộm vì mang nhiều tính cách chính trị. Mà được trình diễn ngay tại thủ đô Hà Nội thì còn gì bằng. Nói tới Khánh Ly là nói tới những năm đầu tiên của cuộc đấu tranh. Những bài Khánh Ly hát Sài Gòn vĩnh biệt một và Người di tản buồn hai của nhạc sĩ Nam Lộc đã làm xúc động hàng triệu người Việt trong và ngoài nước. Cái hay của nhạc sĩ Nam Lộc là lôi cuốn người nghe chú ý và bàn cãi về hai chữ vĩnh biệt trong tựa đề bài hát, nhưng lời cuối bản hát lại là một thổn thức, một lời thề hứa chắc chắn sẽ trở về. Nói tới Khánh Ly, khó ai có thể quên được hai cuộn băng Lửa rực trời đông và Người về từ khu chiến được phát hành để tiễn đưa chiến sĩ tự do Võ Đại Tôn trở về trong nước và chào đón chiến sĩ tự do Hoàng Cơ Minh trở về hải ngoại từ khu chiến. Khánh Ly với đêm nhớ về Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 2014, ảnh đính kèm Khánh Ly live show tại Hà Nội ngày 9 tháng 5 năm 2014, ảnh đính kèm. Lẽ dĩ nhiên khi nói đến ca sĩ Khánh Ly mà không nhắc đến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một sự thiếu sót lớn. Khánh Ly và Trịnh Công Sơn như bóng với hình về âm nhạc nghệ thuật. Có lẽ tiếng hát Khánh Ly hoàn hảo với nhạc Trịnh Công Sơn hơn bất kỳ ca sĩ nào. Và với riêng hai người, tình nghệ sĩ bó chặt vào nhau về tinh thần, giao cảm có thể được xem là bất khả phân ly. Người ta có thể kết tội Trịnh Công Sơn đã theo Việt Cộng lên đài phát thanh Sài Gòn, hát bài ca nối vòng tay lớn vào những phút cuối cùng của cuộc chiến, nhưng cá nhân tôi thì không. Sống trong một xã hội nhân bản như thời Việt Nam Cộng Hòa, có ai từng vỗ ngực rằng tôi không bị Cộng sản lừa? Cá nhân Linh cũng từng bị Cộng sản lừa. Dù rằng trước đó Linh đã rất ghét Cộng sản qua vụ Mậu Thân đã chôn sống 7.000 dân vô tội và Cộng sản đã pháo kích vào Sài Gòn vào năm Mậu Thân và vào dân di tản ở đại lộ kinh hoàng của mùa hè đỏ lửa. Tựa đề bài viết của nhà văn Phan Nhật Nam năm 1972. Ai lại không muốn đất nước mình hết chiến tranh? Hòa bình đến với quê hương Việt Nam phải cao hơn việc ghét Cộng sản. Thế là ngay ngày 30 tháng 4 năm 1975, Linh chở bà chị đi chiếc PC có ghé bãi cỏ bên cánh trái của Dinh Độc Lập để xem xét những diễn biến chính trị xảy ra. Khi đoàn quân được chở trên những chiếc Molotov đầu tròn trên xe và trên thân thể ốm xanh của những anh bộ đội đều có cắm nhiều nhánh cây xanh dùng để ngụy trang và vài chiếc xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập. Một trong số quần chúng đứng xung quanh thốt lên một câu mà Linh nghe rất rõ, sâu bọ lên làm người. Làm sao mình có thể chấp nhận sống với một nhà nước luôn dối trá, lường gạt dân? Nhà Linh trên lầu cao nên nhìn rất rõ, chỉ có hai chiếc máy bay A-37 chúi đầu xuống phi trường Tân Sơn Nhất thả bom vào chiều ngày 28 tháng 4 năm 1975 ấy. Thế mà sau này trên mấy báo Cộng sản lại nói có 5 chiếc. Linh ở ngay Dinh Độc Lập, lúc đó có những người bận áo trắng, mang băng đỏ ở cánh tay gần nách mở cổng rồi chỉ đường cho xe tăng lái vào Dinh chứ có ủi sập cổng Dinh hồi nào. Mà sau này Linh coi lại những thước phim thời sự có chiếu lại việc xe tăng ủi sập cổng Dinh Độc Lập. Khi rời Dinh, Linh đến Trần Quốc Toản và ngã tư Bảy Hiền, có thấy một đoàn quân rất đông. Đang đi bộ, đầu đội nón cối, trang phục màu xanh lá cây, trong đó có một người đi trước cầm đầu, không đội nón, tay cầm khẩu súng lục chĩa lên trời, vừa đi vừa hét to, Việt Cộng tới, bà con ơi! Chạy, chạy, Linh kể quý vị nghe vì không hiểu tại sao họ lại nói thế, trong khi chính họ là Việt Cộng. Xe chạy về đến ngã tư Phú Nhuận gần nhà thì lúc đó Linh đã bắt đầu vẫy tay để chào mừng những tên Cộng sản chiến thắng. Coi như người dân Sài Gòn bỗng nhiên trở thành hân hoan chào đón kẻ chiến thắng, trong đó có Linh. Nhưng chỉ không đầy 2 tháng sau khi cá nhân mình bị tước đoạt hoàn toàn những quyền tự do cơ bản, Linh tự nhận ra mình đã bị lừa và thầm nhủ chế độ CS này cần phải bị tiêu diệt, không còn cách nào khác. Thiện Hạ thường nói, bản chất của Cộng sản là láo và bịp, chắc không sai đâu. Thế rồi cá nhân Linh cũng bị Cộng sản bịp khi mình cũng vỗ tay, gieo hò theo sự chiến thắng của Cộng sản. Không phải chỉ riêng cá nhân Linh bị lừa, hàng trăm ngàn sĩ quan, quân dân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa đều bị lừa, ngoan ngoãn trình diện để bước vào trại tù lao động khổ sai, được gọi với danh từ đẹp là học tập cải tạo.
cũng như hàng ngàn người đã vượt biên rồi. Tranh đấu đòi trở về nước bằng chiếc tàu Việt Nam Thương Tín cũng bị lừa phải vào ngay những trại tù. Sau này, khi Linh có dịp nói chuyện với ca sĩ tóc đen quốc hương của Cộng sản, người nổi danh với bản nhạc tiểu đoàn 307, ông ta có kể rằng ông ta có nhận nhiệm vụ vào Nam để gặp Trịnh Công Sơn và vận động Trịnh Công Sơn sáng tác những bài hát ca tụng Bác và Đảng. Nhưng trong 6 tháng, ông Trịnh Công Sơn không viết được một bài nào. Nhạc của ông bị cấm hát và ông còn bị đày ra nông trường, và sau này ông được Thủ tướng Việt Cộng Võ Văn Kiệt thả. Kết luận, có thể Trịnh Công Sơn cũng bị lừa y chang như chúng ta. Thế rồi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trở thành một trong 5 nghệ sĩ được trúng giải thưởng của One Piece Music Awards kỳ 2. Được tổ chức vào ngày 19 tháng 6 năm 2004 tại nhà hát lớn thành phố Hà Nội. Nhưng tiếc thay, Bộ Văn hóa Thông tin ở Hà Nội đã không cho phép ông Matt Taylor, người tổ chức chương trình trao giải thưởng, nên đã hủy bỏ vào phút chót để phải tổ chức tại San Francisco, và lúc đó có mời Khánh Ly trình diễn. Đây là cái đểu cắng của nhà cầm quyền Hà Nội nhận bừa Trịnh Công Sơn là người của mình. Đến nỗi gia đình Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải cùng đến đặt vòng hoa và đưa tiễn linh cửu của ông sau khi ông mất đi vào 1 tháng 4 năm 2001. Nếu nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là người của Hà Nội, tại sao không cho phép ông Matt Taylor tổ chức WPMA2 để vinh danh TCS tại nhà hát lớn Hà Nội? Cách đây vài năm, 2012, nhà cầm quyền Đà Nẵng lại đặt tên Trịnh Công Sơn cho một con đường. Đây chẳng qua là chiêu bài của Cộng sản để lừa bịp dân mình. Nhắc đến người nghệ sĩ này, nhà cầm quyền Hà Nội rất nhức nhối về câu 20 năm nội chiến từng ngày trong bài hát Gia Tài của Mẹ. Đối với Cộng sản, đây là một cuộc chiến tranh giải phóng. Đối với dân, nôm na đây là một cuộc nội chiến, chính xác phải là chiến tranh xâm lược. Chính câu nhạc này đã tố cáo bọn Hà Nội đã gây ra cuộc nội chiến thảm khốc, chết trên 3 triệu dân khi xây dựng đường mòn Hồ Chí Minh, đem quân vào miền Nam. Sau này, vào cuối đời, Trịnh Công Sơn đã để lại hai bản nhạc Em ơi đừng tuyệt vọng và Tiến thoái lưỡng nan với những nội dung vô nghĩa. Nhưng tựa đề có thể làm ta liên tưởng đến chủ nghĩa cộng sản trước việc tiến thoái lưỡng nan, tiến lên tư bản hay thoái lùi cộng sản đều phải bị tiêu diệt trên quê hương Việt Nam. Và Em ơi đừng tuyệt vọng. Trở về với Khánh Ly và hiện tại, đêm trình diễn Hà Nội Live Show, cộng việc Hà Nội gần đây đã thả một số tù nhân đặc biệt như anh Đinh Đăng Định, anh Nguyễn Hữu Cầu, anh Cù Huy Hà Vũ, anh Nguyễn Tiến Trung và anh Vi Đức Hồi, cộng việc hàng vài chục bài viết về chủ đề hòa hợp hòa giải khiến cho người ta liên tưởng đến một sự thay đổi đặc biệt, hay một bước lùi quan trọng nào đó từ phía Hà Nội. Đặc biệt trong chủ đề hòa hợp hòa giải có một bài viết mang tựa đề Nước Mỹ sau nội chiến và bài học hòa hợp dân tộc. Như một sự công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ được xuất hiện trong tiến trình hòa hợp hòa giải, giống việc chính phủ Hoa Kỳ công nhận lá cờ của phe miền Nam bại trận sau cuộc nội chiến. Nhưng đêm trình diễn 30 phần tư nhớ về Sài Gòn của Khánh Ly tại tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ có lẽ sẽ làm Hà Nội nhức nhối vô cùng vì bị gài vào việc tiến thoái lưỡng nan. Muốn tiếp tục Hà Nội Live Show thì quá bể mặt và không biết Khánh Ly sẽ làm gì, nói gì với người Hà Nội trên sân khấu mà chúng ta có thể mường tượng ra được. Đó không phải là những lời nói tốt cho nhà cầm quyền Hà Nội. Còn muốn hủy bỏ chương trình Hà Nội Live Show cũng không dễ, cũng bị bể mặt vì vé của 3.500 chỗ ngồi đã bán hết sạch. Và nhiều khi ban tổ chức phải bồi thường hợp đồng đã ký kết cùng Khánh Ly. Phải công nhận ca sĩ Khánh Ly có bản lãnh. Ngày 14 tháng 6 năm 2014, Mỹ Linh nguồn fireevitanamnow.blogspot.com đính kèm. Một Sài Gòn vĩnh biệt https://youtu.be/lsgcm0lssyi đóng ngoặc đơn 2 người di tản buồn https://youtu.be/3mgc6aebg8s đóng ngoặc đơn.